đi hót nè. Trời ơi, cầu cầu trời khấn Phật ra ra đao hoặc bỏng giùm tôi. Tôi chuyện phái gái. Cầu trời khấn Phật ra đao hoặc bỏng giùm tôi chuyện phái một cái. Thì tin xe vừa đã hiếm rồi mà chơi vô cái hôn binh này tôi sợ quá, sợ trần luôn anh em. Đao bỏng giùm tôi cái anh em, thiệt luôn anh em, đụng qua giờ. Ra mua chuyện tính mà thiệt anh em đụng khóc muốn khóc luôn, không ai bán anh em. Muốn khóc luôn mà không ai bán luôn á. Rồi, đầy đủ nguyên liệu nha anh em. Giờ hót nè anh em. Ra giùm tôi cái anh em, thiệt anh em luôn á. Đao đao bỏng đồ này nọ đi anh em. Tôi đổi phái luôn anh em à. Rồi, thành công. Cứ thành công là được mà không biết cái gì nha anh em. Thành công nha mọi người, thành công nha mọi người. Rồi, khui. Khui, khui. Đao giùm em gái. Đủ đao giùm em gái, khui anh em. Khui, khui. Khui. 3 ô, 4 ô rồi, 4 ô rồi. 4 ô rồi, 1 ô thôi, 1 ô thôi. 1 ô thôi. Đậu xanh trì thôi trong là má chết thiệt. Thôi, chán. Thiệt em luôn, nó không binh lần thứ 5, thứ 6 rồi nè. Chán thiệt sự luôn nè. Chán thiệt sự luôn nè. Chơi vậy nè, thôi chịu rồi. Đâu, chịu hết đường rồi. Á, nhìn thì tình đang tìm là khó là hóa gì mà cứ phi tiêu. Thiên Vân Trì xuất hiện. Phi tiêu, rồi phi đao, rồi kết. Giờ là chơi. Thôi á, đâu, chịu. Chịu luôn nè. Ok, tiếp tục hóng binh tiếp nè. Một lần hóng binh là 1k 5 xu á nè. Đây, phải mua 3 nhân thị tinh là 1k 3. Đó, 1k 3. Một bộ 1k 3 này. Đâu rồi, nó mốt ơi. Trời ơi, nó mốt ơi. Cứu, cứu anh dùm cái anh đội phá cái. Chết luôn. Anh em có phòng đủ tốt cá nhân. Đỡ phòng cá nhân bên đây này hết hàng rồi nè. Rồi, khả đi hóng binh là tiếp tục nha anh em. Không biết hóng ra gì đây. Thiệt anh em thiệt đông đầu quá mọi người ơi. Cố gắng ra gì đó khả đội phá cái anh em. Sao anh ơi? Thằng nào nó chịu luôn. Đậu xanh. Hồng Minh ơi. Anh Tâm về Nam Độc đi anh ơi. Anh Tâm về Nam Độc đi. Còn cộng bon cho một ạc xe bay cái bao nhiêu. Rồi Hồng Minh tiếp tục nha anh em. Không biết được gì đây. Bây giờ là mẹ anh bác đồ má. Bác mình chưa ta. Má này thông cảm nha. Đồ ngang bay nó lên máu xe. Máu nhiều lắm. Nên lên nó đồ tụt máu ghê lắm. Rồi giờ đổi thêm sức thật nè. Đó, một lần hóa là 1k 5 đó nè. Là 100k Việt đồng đó nè. Ok. Đây, đi lấy cái chì của anh em đây. Đồ chán quá luôn. Cho chì chịu rồi. Chì chịu rồi. Hóng binh vũ khí. Ok chưa. Rồi, bó cho anh em xem thử cái gì nha. Dạ, đồ thiếu phúc duyên. Ai có phúc duyên không bán anh đi em, lần này em anh không dám xin nữa, bán đi. Tài nó mất bác. Cho em cho nè, em cho nè. Thôi. Thiên rương anh nè. Ok rương, ok. Đồ chết chết. Cho anh bình bình đại bình tiểu mua đủ em ơi. Ok nè. Đại bình tiểu. Ủa bác giờ đang không ăn à? Ra bàn làm gì? Đây. Cứ lại. Để em chia nè, em chia nè. Anh em chú ý ngày về bóc giùm mà giao dịch anh Khải. Khải nè, Phong Ca nè. Khải Phong Ca với lại anh Nghĩa, anh Nghĩa về võ đàng. Anh với lại anh Khải với lại Phong Ca về võ đàng giùm các. Ok, đợi đi Hồng Bình anh em ơi. Anh Hồng Bình thưa. Tối nay anh Tâm. Khải đi Hồng Bình anh em ơi. Rồi, đổ phúc duyên nha mọi người. Trời ơi, biết cái gì đây anh em ơi. Ra giùm tôi cái gì đó, tôi đổi phái các anh em. Hồng binh nha anh em. Hồng binh nha mọi người. Hồng binh nè anh em ơi. Đó, cái chơi của Khải đầu từ nỏ, phi tiêu, phi đao, rồi mít, rồi kích, rồi giờ lại chơi. Thôi xong, má chán thiệt sự. Má xịt nữa. Sao bỏ lệ nè. Chiều luôn, má bó tay. Đúng rồi, ra đao chém là khác nhất anh em. Con đồng đao chém sướng lắm.
Thôi đi hóng nha anh em. Có người bán khỏe khỏe rồi, khỏe rồi. Hóng anh em à, hóng anh em à. Đổi tam sắc thật. Ra cái gì cho tôi còn đi trừng phá tôi đánh rồi anh em. Gì mà cứ chì thương xong đau rồi phi tiêu, đau quanh phi tiêu rồi các kiểu gì đâu không. Hóng bên chỉ có mình là Tương Dương thôi, Thanh Tùng Võ ơi. Chỉ có Tương Dương thôi anh em. Rồi vô hóng cho mọi người. Hóng binh vũ khí. Ok. Ai, anh em bói thử gì anh em ơi. Thiệt anh em là lần này lần thứ 9 rồi mọi người. Anh em xem thử anh em. Hello anh Mặn Mặn nha. Lần này hóng binh tiếp tục anh em ơi. Em hóng lần thứ 9 rồi. Từ cây nỏ em muốn hóng về một cây vũ khí khác. Đó là một cây bóng hoặc là cây đao gì đó. Để em chuyển cái băng bóng hoặc con lông đao. Mẹ nó ra phi tiêu, phi đao, rồi kích, rồi chì, rồi mít 3 lần anh em. Lần này lần thứ 8, lần thứ 9 rồi không biết là cái gì đây. Trời ơi, mớ tiền luôn em. Cái hôn binh này khá sợ, quá sợ chừng luôn nè. Khui nha anh em. Khui. Trời ơi, quay là tiêu. Thao quá, bó tay luôn. Đồ thiệt, bó tay luôn nè. Má lẹt. Chịu luôn. Thao quá, chịu luôn anh em. Hết đường. Thao quá, bó tay. Lại Tương Dương Nam anh ạ. À, hóng gì mà toàn xịt không, lấy luôn. Chịu luôn nè, thì nhiều khi rồi khắp tiếng máng luôn. 10 lần rồi. Anh Khải hồi xưa hóng cái nọ không ra phi shop luôn, chóc vai. Đúng rồi, hồi xưa hóng ra phi shop luôn. Nha. Hóng gì mà hóng không ra phi shop luôn. Có ngứa gàng. Rồi, thì không bên. Đấy, tiếp tục tham chiếc thạch này nè không? Đủ nó tốn, tốn chỗ này nè, tốn thì tinh, tốn bạc cố luôn. Đó, ok chưa? Đấy, thì hóng tiếp. Chịu luôn. Đấy, thấy chưa? Đủ ra đào đấy chưa? Nó phải dạy chứ, đủ xanh, đủ 11 lần của tôi á anh em. Mày thì khóc luôn anh em. Mày. Đấy, đi con lồn cái hả? Đổi hàng cho đổi phá chứ. Không, một ào anh luôn, anh chơi xanh chính, anh ghét, anh chơi xanh chính. Ảc này hồi trước anh 45 lần á em. Thì dạy mới nói là cái viên hiền tinh của băng băng đồ đó là nó sẽ ra mà. Đó, hình xui nè, thấy chưa. Bây giờ về đau. Chữ ăn chữ, đủ thì nhiều khi chữ luôn không chữ. Dạng ngân cốt. Kê khai đổi phá nha nè, chung là khăn hóa được đau khá là mừng nè. Hôm nay vừa đưa tốt kết thúc này nọ rồi, đau rồi cũng thành công nữa. Ok, tốn hơn chịu được cái đau. Cũng được không sao nè. Đủ dân hóa gì mà hóa không lòi cơm lòi cơm. Thôi mình cứ chơi mình trải nghiệm thôi, mình làm content cho anh em xem vấn đề đâu. Rồi đổi phá cho anh em. Ok, khả gì con lông đao đây mọi người ơi. Lâu lắm rồi mới quay lại phái con lông đao của mình. Đao pháp kiếm pháp dùng được, hay mắt 3 kill mà. Để bật tay vô ạ. Mắt 3 kill mà. Đeo sa mạc 2 để bật tay vô. Anh ấy là chùa đồ phái, đồ sái nhàn giờ bữa okay. Anh lên dược nha. Cậu mồm. Rồi, xong xếp đồ nè. Ở chưa? Ở chưa em khám cái đai lưng phòng thủ vật lý. Nào ok. Phun tiểu. Được gì? Lên 9 vật. Không bao nhiêu sâu? Bao nhiêu viên? Có bao nhiêu viên như thế bộ? Bây giờ này em còn tổng cộng bao nhiêu viên tinh? Ô cùng phân sao đi. Thằng hai có lông đao. Thằng một. Thằng
Nhiều điểm. Không. Mua đâu, hình tình bảy đâu ra? Tao xài có phóng cái nó bị dính. Má con ra đi nhậu xài cháy xứ ta. Mười tám. Dạ. Đó còn là gì? Tính là từ hồi em ra ra em đã thắng em chưa nhậu. Anh thì lúc phụ tử làm dường mấy điểm tại vì mấy skin trên chạy chạy muốn nó vui nè. 13 10 rồi 15 15 viên từ tây mình xét định quốc hợp lý không anh? Con long đao mang xét định quốc cũng ngon em. Nếu mà có thì càng tốt. Tốt nhất là xét ăn ban đó. Tốt nhất vẫn là xét ăn ban chém trâu bò. Con đào béo hơi thấp. Ba hai kiện đang tròn 6k đi. À, Tâm Thánh vẫn mãi mãi một niềm đam mê ép đồ à. Có chứ. Bị như hơn lần rồi. Không, à, anh còn ép full set cho con con cùng luôn nữa là đủ rồi. Tâm trọng thì Lâm Lâm gần 9 thiếu thiếu điểm nhờ. Mà em nói nha, bữa sau bốt anh em để một ít bị tóc với đại lực dầu không được đi cả nhiều cái. Đúng rồi. Bữa nay ra nữa hả, nó ăn đường mà yến ra nữa anh. Bữa nay nó bị lắc.